Đây, hôm nay Lưu Cẩm Thảo dắt phu nhân của Lưu Cẩm Biếu đi tham quan cái nhà úp ngược bên Sa Đéc đây. Đi không? Ủa mày, mày làm sao cho nó mắc cái vụ mà chụp cái nó đợi nhảy số mới có hình mà. Hẹn giờ. Thảo hẹn giờ chứ đâu. À, không có đụng à. Vậy chắc mẫn quá. Mẫn chỉnh cho mợ hả? Không, mà nó biết đâu à. Lâu lâu có nó bị vậy đó, không biết làm sao. Hello, hello mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục quay lại ngôi nhà úp ngược. Hôm nay thì đi thêm hai người đẹp đó. Người đẹp Lê Dung. Hello. Lên hình đẹp lên mốt. Ồ, sáng nha. Sao không con dùng áp đó. Thì đang quay mà mình cũng nói dùng áp đó mày. Giờ thằng nào không dùng áp đâu. Đó, bây giờ mình cùng đi vào nha. Có tải cho mợ không? Nó online đó. Đúng rồi. Mình quay phim phải giới thiệu mình xài app gì cho người ta biết, người ta xài theo chứ. Giá khô nó không ra hình giá khô. Đó là giá khô mà. Đứng đâu con bấm luôn nè, con bấm con chụp luôn nè. Sao mà mở tự chụp mở được? Đây con cầm con bấm luôn cho. Gửi đi Hàn Quốc gửi Á luôn nè. Đứng đâu? Hai má con vô đứng đó đi. Thảo. Hai má con vô đứng đó kìa. Đây là ở phía bên ngoài. Hôm nay mình mặc áo dài cho nên quay cảnh phía bên ngoài cho mọi người xem. Đó, hai người đẹp đi cùng đang đứng đây chỉnh đang chụp. Rồi tiếp tục đi vào nhà. Cái gì vậy? Vô nè, mở vô đây thử. Còn trên lầu nữa. Còn trên lầu nữa. Còn trên lầu nữa. Thôi vô đi mốt. Thảo chụp không hả? Đó là cái cầu thang vô cực á. Được chứ. Quay vậy chẳng quá. Thấy nó chắc nó dài đó. Bây giờ nó có cái gì à. Nhưng mà người ta chụp có kỹ thuật á. Cái mở nhìn nó sâu. Ôi nhìn nó dài. Ăn bắn. Nhưng mà nắng quá à. Nó chụp để lấy hình thôi. Chứ mày lên đó làm chi. Ồ, cái đường trên chỗ cái hồi nãy quá trời đông hết mấy. Dạ đông lắm. Trời ơi, bự lắm. 40 ngàn hả?
Ba người chụp hai hả? Đúng rồi. Thẳng lại. Phải làm kiểu nó mới đẹp chứ không phải tự nhiên đẹp đâu. Mày nghĩ đi, bữa nay mặc áo dài kiểu gì không nội? Đây nè, hai người mẫu mệt rồi, ngồi xuống uống nước. Tao đang đợi cầu thang á. Đừng nói gì lết vô. Người mẫu nè, hai người mẫu đi chơi có hơi chụp hình đi theo, quay phim chụp hình luôn đó. Bia nãy kêu bạn Đầm đang lỡ người ta có nhận biết. Ồ, bà bán chuối kìa, bán đắt nữa đó. Tại mình nổi nói, ê mẹ, ngày hôm qua tao thấy bà bằng Đầm đẹp luôn, bữa nay bà bán chuối kìa, lỡ mua xèo xèo luôn, bà không chịu. Làm gì phải nổi mới bán đắt, nói thiệt chứ bộ. Đi qua đi, thử thách đi qua cầu bằng kiến. Nhìn bá kìa tài. Kiến này nó dày lắm, tự nhiên dòm xuống đi bình thường. Cái kiến nó dày, nó chết có gì đâu. Nói mày làm gì vậy? Đi đi, đi đi. Cái này thấy ở Đà Nẵng thì gì đó cao lên nó mới ghê quá à. Rồi tiếp tục đi lại coi đàn cừu. Cụ chứ có cụ mốc. Cụ mốc có đi. Được 4 con cụ. Trời ơi, cụ mừng cụ cụ. Trời ơi, phải kìa. Con bà con cụ, chứ phải không bà. Con cụ. Là con bà. Là con dê đó. Ôi. Ê, ê, ê. Mà nói con dê mà xin ta ra nè. Ê, ai nhìn không sợ không đi đâu á Bin. Đây con cừu. Con cừu hả? Chết 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 nó quay cho mày chụp kìa. Cú cú ơi cú à. Sao bảo cua này à. Bỏ tao đi luôn rồi. Rồi cái cây á, bỏ tao đi luôn rồi. Cua ơi cua. Rồi bỏ đi rồi. Cua ơi cua. Nó trắng. Ồ ăn sải hả. Cua ơi cua. Hay ha, tháo chọc hay ha. Ăn thiệt luôn kìa. Ồ, thấy thương không? Chịu ăn sậy kìa. Dễ nuôi quá ha. Giật kìa, giật kìa. Giật kìa. Con nó con gì? Con kiều. Con cừu. Ôi, ăn lá không hả? À? Ăn cọng cứng lắm. Cọng cứng lắm. Nè. Nè 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 nè. Đó, hai đứa hôn nhau luôn đi. Mày làm ơi, nó đẻ ra ăn cụ con nữa.
Ồ, nhìn con bên kia tội nghiệp không? À, ba con ăn luôn, bốn con ăn luôn. Trời ơi, đói bụng rồi. Đói bụng rồi. Mặt ăn thấy thương không? Trời ơi, nó nhai mà nó ngủ luôn kìa. Ê, cú hồng mày. Ở cái mình nó bự mà cái cổ nó nhỏ ha, nó chui ra. Giật giật luôn kìa. Ấy nhìn nó chưa no. Ăn từ từ thôi, giật kỳ quá à. Ồ, bốn con chậm lại ăn luôn. Cho ăn ngon quá. Bốn con luôn. Hình như đút nó mới ăn mày ơi. Nhẹo kìa. Con này nè, mày đút cho nó giùm tao coi. Nhỏ có ăn kìa luôn rồi, không phải. Nè con, rồi bây giờ trúng mắt nhỏ. Chùi lưỡi luôn rồi, hết lá rồi. Hết lá rồi. Chùi cày đó này. Không có quýnh người ta ăn gì. Con nó một mình là con nó đầu lắm. Tại nó lông nó hơi xám xám. Cái này đâu có bùng đâu. Đó, ba đứng đẳng đó.